Rồi, xin chào anh em đam mê nha, lại là mình đây anh em. Mấy ngày nay không gặp anh em, hôm nay gặp lại cũng như vậy à. Rồi, hôm nay mình lại tiếp tục bán phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Hôm nay thì mình có một số phôi lùng lực, có nhiều cây cũng lạ lạ lắm anh em à. Có cây lên nhựa anh em à. Có số phôi đã lên nhựa nha. Cây này thì lên lá luôn anh em à. Thì mấy ngày nay mình nghỉ á, hôm nay mình làm việc lại, mời anh em vào chốt hết lô này để tính tiếp. Rồi, anh em cũng biết mình rồi, mình thì chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận, mình lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày nha anh em nha. Từ 8 giờ là có mặt mình cho nó. Anh em thích chơi mai vàng Bình Thuận thì liên hệ mình chốt về trồng chơi nha anh em nha. Mình thì trồng loại này rất là hiệu quả. Lát nữa dẫn đi quay cho anh em coi nè. Đó, mình trồng quá trời vậy đây nè. Đấy, này đây nữa nè. Nhiều lắm anh em, có một cây me nữa nha. Rồi, bạn này là bạn anh Chiến. Anh Chiến cho biết thông tin anh Chiến. Rồi, mời cả nhà xem thông số nha. Rồi, phôi này là phôi đầu tiên nè. Mình thì có số điện thoại bên trên, có mã số cây ngày tháng luôn. Anh em vô thấy cái cây đẹp thì coi mã số chốt nha anh em nha. Phôi đầu tiên, đế được, rễ cũng được. Đấy, cây một cốt. Cây nó có miếng lũ thẹo nha. Giếng tiên anh em à. Rồi chi mịn luôn, cây đã lên nhựa, rất là sung nha anh em. Rồi, còn hai cây. Hoành trăm, dễ mà lên nhựa luôn anh em à. Rồi, mời anh em xem thông số ấy. Còn 34 nha anh em nha. Tổng chiều cao 75, bầu dài 45. Chốt đơn anh em. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục anh em nè, một phôi nữa. Phôi này thì dễ đế tạm được nha anh em nha. Nè, ba đế, đế về một hướng nha. Cây này nó có một cái miếng thẹo chỗ đây nè. Đang lành nha anh em nha. Da đang tóm dần dần nè. Đấy, cây này dạng cây xiên nha anh em nha. Đấy. Rồi, bầu thì rất là chắc, sang dòng chứ. Rồi, mời anh em xem thông số nha. Còn 43, cao 45, bay ra 35, bầu dài 44. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Rồi anh em lại tiếp tục anh em một phôi nữa, một phôi đế được nữa nè anh em nè. Đấy, đế nở nha anh em nha. Đế lực đấy. Đế lực mà nó dạng có găng nữa anh em à. Có một hai miếng thẹo đục nha anh em nha. Cái này là phần dễ nè, đục ra. Này có một miếng thẹo thép nha. Cây đá lên nhựa rồi anh em à. Cây chi mịn luôn, một cốt, rất là lực. Rồi, mời anh em xem thông số nha. Cây đùi ớt nha anh em. Cắn về, cắn về. Hoành 50, cao 61, bầu rộng 42. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục một cây một cốt nữa nha anh em nha. Cây rễ đế thì tạm được thôi. Rễ đế tạm được. Một cốt. Cây nó có một cái rũ bọng ở đây nha anh em nha. Nó bọng xuống đáy nha anh em nha. Một cốt. Cây đã lên nhựa luôn mọi người ơi. Cây có lũ bọng ở đây nha. Đấy. Cây được. Sang dòng anh chứ. Chi cũng được luôn, giót ngọn luôn. Rồi, mời anh em xem thông số cây nha. Hoành 45, cao 89, bầu rộng 43. Chốt đơn anh em ơi. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa. Phôi này thì đế cũng được nè anh em. Đế được, đế nổi trên mặt hết luôn nha. Rễ thì cũng khá nhiều. Cây này thì đã lên nhựa. Nhựa lên rất phê nha anh em nha. Có lắc. Cây giót ngọn. Thằng chủ lắc hồi đầu rồi. Y luôn, y về đế luôn nha anh em nha. Cây tương đối sạch. Mời anh em xem thông số cây luôn. Cây khá ok đấy. Hoành 32,
cao 58, có cành bay ra ra 30 nè, bầu 42. Rồi chốt đơn anh em ơi. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa rễ đế tạm được. Đấy, cây rễ đế tạm được nha, cây có một miếng thẹo, hai miếng thẹo đây. Đấy, cây sợi xiên nhẹ nha anh em, một cốt luôn. Rồi mời anh em xem thông số cây luôn. Nhưng sóng biển vậy. Hoành 32, cao 50, bầu rộng 40. Chốt đơn anh em ơi. Tiếp tục anh em, một phôi dễ đế tạm được nữa. Cây có miếng lũa thép nha. Ô, này là phần cây rừng nha anh em nha, nó dính vô đây. Cây đã lên nhựa rồi anh em à. Lũa thép trên đây nha, có một cây rừng nó dính đây nha anh em. Dễ đế tạm được. Mời anh em xem thông số. Chốt đơn anh em. Hoành 35, cao 50, bầu rộng 37. Dứt. Rồi anh em, tiếp tục anh em, một phôi nữa. Đế được nữa nè. Đế khá ok nha anh em nha. Đế ok luôn, đế đều hết luôn anh em. Cây một cốt liền lạc, có miếng thiệu lũ chỗ đây. Đấy, cây này liền lạc nha anh em nha. Mời anh em xem thông số cây luôn. Hoành 37, cao 38, bầu rộng 39. Vô sảnh luôn nha. Dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục một phôi nữa anh em. Cây một cốt, giót ngọn da bùi chi mịn nha anh em nha. Đấy, giót ngọn này. Cây đế tạm được nha. Rễ trong bầu thì khá nhiều, thấy chân rễ cũng nhiều lắm anh em ạ. Đấy, cây một cốt, cây nó có miếng lũa thép cho đây. Da đã tớm xuống. Đấy, xuống tới đây lũ nha anh em nha. Rồi lên bộ chi khá đẹp luôn. Mời anh em xem thông số luôn. Vào thông số đi. Rồi mời anh em siêu tầm. Hoành 35, cao 1m2, dàn tàn bay 62, bầu rộng 40. Chốt đơn anh em ư. Anh em ư, lại tiếp tục một phôi nữa nè anh em. Một phôi rễ đế tạm được nữa nha anh em nha. Cây nó có dễ đây, đi xuống đây bấm xuống nha anh em nha. Ở này nó có chân lớn đây, một chân lớn đây. Cây này dễ này bị bắn nha anh em nha. Về trồng dưỡng cho đi xuống lại. Cây nó có một cái khe này. Cây rút ghê chưa. Cây này liền lạc. Chỗ này nó có miếng lũa thép, lũa thép sạch luôn nha anh em nha. Cây này chi hơi bị rút nha anh em. Rút chi hơi lùng tí. Cây khá ok, liền lạc, lực. Cây khá nặng nha. Hoành 59, cao 47, bầu dài 52. Cho anh em ơi. Chốt đường này mơ. Rồi tiếp tục anh em một phôi nữa. Một phôi rễ đế tạm được nữa nha anh em nha. Rễ đế tạm được. Cây một cốt giót ngọn, có miếng thẹo lũ đây. Cây này cắt lỗi à. Chi này bị lỗi nè anh em. Đấy. Đây về mình thích tháo qua. Rồi mời anh em xem thông số cây luôn. Chỗ này hay bị phù tí nha anh em nha. Hoành 33, cao 80, bầu dài 43. Cây bầu hơi nhỏ tí anh em à. Vô anh em ơi, mời anh em sưu tầm. Rễ đế ok đấy. Dứt đi. Anh em ơi, lại tiếp tục anh em một phôi đế ok nữa nè. Đế nổi trên mặt hết luôn anh em à. Cây cứng cây ạ. Nhìn liền lạc. Đế nổi hết. Cây một cốt rất là lực nè. Có miếng thèo lũa đây, miếng thèo lũa đây. Đã lên nhựa anh em. Cái bầu thì quá chắc. Bầu này chắc cỡ 60kg nha anh em nha. Tiền ship 5 triệu luôn. 5 xị. Rồi mời anh em xem thông số nha. Cây khá lực anh em à. Lùng lực đế đẹp. Hòn 52 ly. Quá đẹp nha. Cao 60, giót ngọn. Bầu dài 53. Chốt đơn anh em ơi. Dứt. Rồi anh em, tiếp tục một phôi một cốt khá đẹp nữa anh em ơi. Cây bưởi đế khá ok. Này bầu lấy hơi tiết kiệm tí nha anh em nha. Đây, cốt đế này đặt nặng. Khá ok, cốt đặt. Cây này thì có miếng thèo lũ đây. Một cái bọng ở đây anh nha anh em.
níu rồi. Một cái bọng ở đây nữa, da đã bao kín lại hết, nhự lên rất là sung nha. Cây một cốt giót ngọn, cây này da cây cũng đẹp lắm anh em à. Rồi mời anh em xem thông số cây luôn, coi được thì chốt luôn, tới đây lắc phát nha anh em. Hoành 43, cao 56, ủa 59, chào sao 59 à. Luôn. Thứ thật tuổi anh em thông cảm, chết bẩn vậy. 80, còn 93, ở bên cao 93, thước này bầu rộng 44, hơi dốc anh em nha, thước. Mọi người ơi, tiếp tục một phôi nữa mọi người ơi, vào lại đi. Đấy, một cốt đế dễ tạm được thôi. Đây có cái lũ bọng ở đây, kiếm cục đá nhét vô nha anh em nha. Đúng rồi, đúng đây nữa nè, một cái miếng lũ bọng nữa, quất một cục kim cương luôn, cây dàn chi được sạch. Chỗ đây là phần dễ của cây, mình đóng bo cũng được luôn này mà. Đấy, chân dễ này, cái nữa, cây này gia phẩm đẹp. Ôi, mời anh em xem thông số một cái cây khá lạ nha anh em nha. Cây này nghệ thuật lục hoa này chú gì đây, ôm đây luôn đi. Hoành 46, có dàn tàn bay ra là 48, bầu 45, chốt anh em dứt. Mọi người ơi, tiếp tục nè, một con hàng khá đẹp nữa nha anh em nha. Rễ đế bấm xuống, dàn chân dài. Cây cào cào lá chi nha anh em nha, co lắc lên chi ở đây, cây đã lên nhựa nha. Đấy, đã xuống nhựa, có miếng thẹo nhỏ thôi. Nghệ thuật, nghệ thuật. Mời anh em xem thông số cây ơi. Hoành 25, cao 55, bầu cái xô 29, chốt đơn anh em, y như cái xô. Rồi tiếp tục anh em một phôi nữa, rễ đế bao phê, rễ đế bao phê nha anh em nha. Nè, chừng dễ đây nữa nè, cây lắc nè, cây nó có một cái miếng thẹo lũ chỗ đây, nhựa đang chuẩn bị lên anh em à. Đấy, đợt giót ngọn nha anh em nha. Cây này chi tàn cũng được á. Hồi đầu mời anh em xem thông số cây nè, rễ đế khá nhiều, cây đẹp á, chân dễ nè. Hoành 34, lắc nhẹ nha anh em, cao 84, bầu rộng 50, chút đường dứt. Em tiếp tục một con hàng bay ngã đổ nha anh em nha, đắp mền nửa thác, đắp mền ăn à, đắp mền nha anh em, chân dễ bấm xuống nè. Đấy, con hàng nửa thác nha anh em nha, đó đắp mền anh mền đập thiệt cái chứ. Cây có miếng thiệu đây nha anh em nha. Rồi lắc, mời anh em xem thông số luôn, chốt được thì chốt luôn nha anh em nha, chốt liền chốt nhanh để mắc cây á, chốt cho nó mắc tiền luôn. Hoành 25, có cành bay ra 42, bầu rộng 36, chốt được. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa, rễ đế ok nữa nè, rễ đế ok nha anh em nha. Dễ mà lên nhựa quá, ok. Lên mầm hàng chi, cây có miếng thèo lũ cho đây nè anh em nè, giót ngọn luôn anh em, chi được cũng ok, cây đẹp á, lượng. Mời anh em xem thông số luôn, chi hơn mịn nha. Rồi chốt đơn ơi, chưa cơm đâu cái. Hoành 45, má thương, má thương, cao 52, mấy cái hả, bầu rộng 48, chứ bà chưa đuổi mẹ vô. Anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa, rễ đế tạm được. Đấy, cây có miếng thẹo đây, mầm thì đã lên, níu quá rồi. Đấy, chi thì mịn, mầm lên chi mịn dứt. Mời anh em xem thông số cây, chắc mấy cái đầu dễ này nó ra, nó gần da dễ hết rồi anh em, nó sắp ra rồi. Hoành 27, cao 42, bầu dài 40, chúc anh em ơi, dứt. Anh em lại tiếp tục anh em một phôi nữa, một phôi rễ đế tạm được nữa nè, rễ đế bấm xuống nha anh em nha. Đấy, chỗ rễ này nó có miếng lũ nha anh em,
cây này thì hôm bữa bị khách bơm một phát mà lên mầm luôn anh em. Mấy cái kẽ này lên mầm rồi nè, nhự nè. Rồi cây này thì bộ chi khá đẹp, giót ngọn. Cây này cũng cây cuối cùng clip rồi, mời anh em xem thông số rồi chốt lại cho em nó, để cho em nó một danh phận đi anh em. Hoành nhiêu? Hoành 37. Cao. Cây chi cao 60. Bầu dài 56. Rồi. Chốt đơn. Cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Rồi tạm biệt anh em chứ. Rồi tạm biệt anh em nha. Chúc anh em một ngày làm việc thật là may mắn nha. Đây anh em à. Hàng lúa, lúa thép nha anh em. Đó, thấy không anh em, lúa thép. Già tóm xuống nè. Cây này thì trồng cỡ 3 năm, chi rất bự hết rồi nè. Đấy, cây rất là lực nha. Những cây này thì ghép đấy, mai rừng mình cũng ghép đế. Vườn này thì tầm cỡ ngàn cây nha nha. Đây là một góc vườn thôi. Số phôi cốt lớn ghép mấy cái đầu này hồi xưa toàn làm dòng này nè anh em, giờ nghĩ làm tại vết chắc nó to quá anh em. Cốt lớn lớn đây nữa anh em, cốt nhỏ nhỏ, dòng này dòng nụ đỏ nè anh em, khá nhiều. Nói chung là dòng mai rừng này nhóm của mình trồng khá nhiều nha anh em nha. Riêng mình thì cũng nhiều lắm rồi. Đây nữa nè. Bên này là vườn ươm. Cũng khá nhiều luôn anh em ơi. Đếm không xuể. Có mấy cây khá lực như cây này lực. Ừ, cây này đẹp. Quá đẹp. Cho một tịch nâu. Cây này cũng khá đẹp luôn. Rét rồi. Cây này phải đi ăn nắng rồi nè. Bể đế khá sụp. Phôi lên nhựa lên mầm. Anh em nào mà chốt lô sưu tầm dòng này thì alo mình. Mình có cũng khá nhiều nha. Đấy, khá nhiều rồi. Đang ươm, đang ủ. Đầy đủ luôn. Mẫu gì cũng có đó. Nhà này chỉ thiếu tiền thôi à, chứ không có thiếu mai rồi. Đấy, có mấy cây lực lực nữa nè. Cây này nụ đỏ nè anh em. Nghệ thuật. Cây hoành 140 nè anh em. Nụ hoành nhỏ à, 140. Nụ bú. Chót ngọn. Huyền bí không? Nhà biệt thự nào mà thích thì đem cây này về trồng trước nhà, trước biệt thự cho nó lực ở đây nè. Chậu 1m2. Ba chi. Nụ bú. Bán luôn, cây nào bán đó. Đó nè, đây đó nè. Một cốt lũ thép. Anh em sợ lũ thép á. Nè, lũ thép nè. Đấy, đâu bị gì đâu anh em. Khá là sung. Cây đây mai Huế, mai đọc xanh. Đấy, khá nhiều nha anh em nha. Nãy giờ đếm tới đâu rồi anh em? Vừa tròn ngàn cho anh em. Khu này thì khu mai nuôi để chơi rồi anh em. Mấy gốc rất là đẹp, nghệ thuật lắm anh em ơi. Đấy, cây này cũng khá lâu đời ạ. Nhận chi này cũng phải 6 năm, 7 năm rồi. Thấy chơi nè, khu này khu được chơi nè. Cái cục này cũng khá lâu đời. Ươm đá. Chỗ này là một vết cắt ngang mà bây giờ làm nên một cái thẹo như vậy thì anh em biết nó lâu cỡ nào. Cái này là tầm 8 năm anh em. Vết nó lành hết luôn, hồi xưa là nó cắt ngang đây. Xong làm thẹo giót từ từ lên mà nó lành vậy là biết lâu cỡ nào. Đấy. Cốt khá nhiều nha anh em nha. Có một con hàng bò lượn trên đây.
cây này không che nắng kỹ nên đã lột bị lột da này. Tại vì ở mình nắng rất là lớn, những cái mặt cắt mà những cái mặt bệ mà không có tán che là nên che lại, bao bố hột quả che lại chứ không là sẽ bị lột da ra này mà. Bông bông thăng đây con, đang con hoàng quái cũng bị lột nè nè. Khá nhiều nha em nha. Rồi, một cây bị tiếng trùng nữa anh em ơi. Đây, một con hàng cúc cao. Cây này hồi xưa mình đào nè, rồi mình bán lại cho ông anh còn gửi đây nè. Cây này xưa đào 4 người khiên nè. Khiên le lưỡi luôn anh em. Cây này nè. Rồi, cây này cũng còn của mình nè. Anh em nào thích cây này thì liên hệ mình giao lưu chơi. Cây này hoành cần tới cả trăm hoành. Cây rất là lực nha, khủng lắm. Chi đế dễ thì bao phê. Con này của mình đấy. Trồng mà chi cỡ này thì anh em biết như thế nào. Cây này mình trồng mới cỡ 7-8 năm thôi, nhưng mà mình thả ngoài đất á, chi lớn anh em. Chi gần bằng cổ tay nha. Có chi bằng cổ tay luôn rồi. Đấy, một con hàng nghệ thuật nữa, khá nghệ thuật, rất giống mai rừng Bình Thuận luôn. Đấy, con hàng này nghệ thuật á. Còn con này là con hàng tự nhiên, khá đẹp luôn anh em. Con này con hàng quái, ôm đá. Nửa thác anh em. Nửa thác lắm. Đúng, cây này thăng đôi tình quá. Nhưng mà nó mới muốn khô lâu quá rồi. Chi lớn rồi nè. Rồi, cho anh em coi nhiêu đó đủ rồi. Rồi mình tạm biệt anh em nha. Chúc anh em một buổi tối thật là vui. Chốt cây hết giúp em là được. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em ngày mai nha.